Và cái thứ hai đó rất là hạn chế về khả năng tăng trưởng, vì bạn phụ thuộc vào stock của những cái seller khác ở trên marketplace, và bạn phải cạnh tranh về giá đối với các đối thủ trên sàn. Và cuối cùng, quan trọng nhất là bạn không sở hữu thông tin khách hàng. Okay. Những người nào sẽ phù hợp với dropshipping? Theo kinh nghiệm của mình nhá, thì những người có tư duy phát triển, grow mindset, cái thứ hai là đam mê về e-commerce và marketing. Có thể thời gian đầu các bạn chưa thấy là các bạn có đam mê về e-commerce và marketing đâu, nhưng mà khi các bạn làm có sale, các bạn sẽ scale dần 10 sale, 100 sale một ngày, 1000 sale một ngày. Tin mình đi, các bạn sẽ cần tích lũy rất là nhiều kiến thức để về marketing, về e-commerce để các bạn có thể duy trì cái mức sale như thế. Và cái thứ ba đó là khao khát được học, được áp dụng những kiến thức mới. Và cái thứ tư là không coi dropshipping làm công việc phụ. Mình đã từng gặp rất là nhiều bạn làm cùng với mình, cùng thời gian với mình, các bạn đi làm full time job và các bạn coi dropshipping là công việc phụ, không dành full time cho dropshipping, và các bạn hiện tại bây giờ vẫn đang khó khăn trong việc scale store và có sale. Thứ năm đó là kiên định với lựa chọn của mình. Các bạn đừng nghe những người nói dropshipping là bất khả thi, tại vì những người nói các bạn bất khả thi ấy là những người không làm được. Và cuối cùng là thực sự chăm chỉ. Các bạn đừng coi dropshipping có thể thay thế công việc từ 9 giờ đến 5 giờ của bạn. Các bạn phải chăm chỉ hơn thế, tại vì sao? Để các bạn có được cái financial status, cái tình trạng tài chính ngang bằng với thế giới, cái mức thu nhập ngang bằng với dân Mỹ, thì các bạn phải sở hữu những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm mà các bạn phải tích lũy trong thời gian ngắn để các bạn đạt đến cái level như họ. Ok. Khi mà mình nói đến dropshipping ấy, mình sẽ không nói nhiều về Facebook Ads, tại vì đấy là một điểm khác biệt cơ bản giữa các bạn newbie và các bạn dropshipping có kinh nghiệm. Thì ở đây mình xin giới thiệu về cái công thức tăng trưởng ở trong thương mại điện tử. Công thức này hiện tại các brand vẫn đang theo đuổi. Công thức này bằng cái gì? Net profit thì bằng V nhân CR nhân AOV và trừ VC. Thì V ở đây đại diện là cho người, những số lượt người vào trong web. CR conversion rate, tỷ lệ chuyển đổi từ click sang purchase conversion. AOV là giá trị đơn hàng trung bình. VC là chi phí biến động. Thì visitor ở đây, ok, visitor ở đây có thể là đến từ nguồn Facebook, Instagram, paid search, Google Direct, SEO và email. Conversion rate làm thế nào để tăng? Nó đến từ user experience, user interface, trải nghiệm của khách hàng trên store của bạn. Giá trị đơn hàng trung bình nó đến từ đâu? Đến từ giá của sản phẩm, giá từ bundle, giá từ cross sell, up sell trước và sau purchase, sau khi bán hàng cho khách hàng. Cái chi phí biến động ở đây là gì? Chi phí bay cost của sản phẩm, chi phí shipping, phí cổng thanh toán, chi phí nhân sự và chi phí quảng cáo, customer acquisition cost, chi phí quảng cáo và chi phí về SEO, email. Ok, mình nãy mình có nói qua cái phần khác biệt cơ bản giữa newbie và experienced dropshipper, những người làm dropshipping có kinh nghiệm. Thì các bạn newbie thường thì chỉ tập trung vào việc chạy ads thôi. Thứ hai là các bạn lười tư duy. Và thứ ba là các bạn thường hay than vãn, đổ lỗi cái sự thất bại cho may mắn. Và những người có kinh nghiệm là gì? Là người họ nhìn dropshipping nó không chỉ dừng ở cái việc chạy ads, mà nó còn những cái yếu tố khác nữa, như là CR, AOV, hay là những cái liên quan đến hệ thống, liên quan đến nhân sự. Những người có kinh nghiệm ấy thì thường họ sẽ rất là tích cực tư duy và ham học hỏi. Và người có kinh nghiệm là người gặp khó khăn, họ thấy đấy là thử thách để họ vượt qua, họ tư duy giải quyết vấn đề. Cuối cùng là họ không bao giờ đổ lỗi cho may mắn. Okay. Thì trước khi các bạn chạy ads ấy, thì các bạn nên tìm hiểu kỹ cái việc
là tại sao các nền tảng quảng